mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel tô vẽ tranh kênh YouTube của mình nha. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu bức tranh. Đó chính là một cái quả sầu riêng đang được bổ rời nha mọi người ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho cái quả sầu riêng này của mình nhá. Xin chào tất cả các bạn, lại trở lại với channel tô vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ tô màu cho các bạn một bức tranh, đó là một cây cổ thụ ngàn năm. Và chúng ta cùng nhau đi vào cái video ngày hôm nay của mình. Và chúng ta cùng bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi. Cái mũi của quả sầu riêng thì mình sẽ tô màu vàng nhá. Để tô những bức tranh này thì mình sẽ sử dụng những cái bút chì màu này để tô màu cho những cho cây cổ thụ này của mình nhá. Trước tiên thì mình sẽ sử dụng màu xanh đậm này. Đây mình đã tô cho cái mũi sầu riêng nó màu vàng. Còn bây giờ là phần vỏ thì mình sẽ mix ra hai màu, một là màu vàng và hai là màu xanh nha mọi người. Mình sẽ mix màu vàng và màu xanh cho cái vỏ nha. Mình sẽ tô màu vàng trước. Thì quả sầu riêng nó rất là nhiều gai mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ tô tiếp màu xanh lên đây nha. Mình sẽ tô màu xanh tiếp theo nha. Vỏ sầu riêng nó sẽ có màu xanh nữa. Cái màu xanh này nó vậy à. Cũng được, mình sẽ tô tiếp màu xanh rêu nha. Một cái quả sầu riêng rất là nhiều muối nha. Trường này có rất nhiều loại nước, có bi này, có bột này, nhưng mà nó khi mà to và nhiều nước của ta, khi dành cho các bạn tùy thuộc vào nước.
sáng lắm. Và cái video tô màu về hình ảnh một cái quả sầu riêng này của mình đến đây đã hoàn thành xong. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi hết video ngày hôm nay của mình. Nhớ like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tô màu tiếp theo nhé.